để tôi trở thành con nhà giàu thế hệ thứ hai. Bố tôi đã theo đuổi nữ tỷ phú hàng đầu trong 2 năm rưỡi, cuối cùng đã thành công. Không phụ lòng người có tâm, thành công lên vị trí. Từ đó tôi không chỉ có thêm một mẹ kế là tỷ phú, mà còn có thêm 9 chị gái xinh đẹp như tiên nữ. Ban đầu tưởng phải làm trâu ngựa ở nhà mẹ kế, không ngờ 9 chị gái xinh đẹp đều muốn lấy tôi. Đợi Tần Quan Hòa vừa đi, Tiêu Thanh Hồng nắm lấy tay Nghĩa Nặc, lại liên tục cảm ơn. Dì Tiêu không cần cảm ơn cháu nữa, chúng ta đều là người một nhà. Hơn nữa cháu thấy dì còn có vấn đề về huyết áp cao, mấy ngày nay cháu sẽ dùng châm cứu để điều trị cho dì. Được rồi, thật sự cảm ơn cháu. Nghĩa Nặc, dì giới thiệu cho cháu nhé, đây là chị cả của cháu, Tiêu Ni Thường. Cô ấy cái gì cũng tốt, chỉ là tính cách hơi độc đoán. Mẹ, sao thế? Ta nói không đúng sao? Chị gái, chào chị, em là Nghĩa Nặc, rất mong được chị chỉ bảo. Cảm ơn em vừa rồi đã cứu mẹ tôi. Tối đó, Tiêu Thanh Hồng và Tiêu Mục Vũ đều tụ tập trên giường của Tiêu Ni Thường. Ba mẹ con nói chuyện thì thầm. Mẹ, con không cố ý cãi nhau với mẹ đâu. Mẹ biết, bao năm nay có quá nhiều người theo đuổi mẹ, nên con luôn không yên tâm. Con phải tin tưởng mẹ con có khả năng nhận người. Chủ Lý và Nghĩa Nặc đều không phải là muốn tham lam gì của chúng ta. Đúng rồi, con cũng không còn nhỏ nữa, sắp 26 tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình rồi. Mẹ, sao mẹ lại nói về con vậy? Mẹ thấy Nghĩa Nặc khá tốt đấy, không ngờ y thuật lại giỏi đến vậy. Ngay cả Lão Tần cũng bị thu phục. Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao có thể là Nghĩa Nặc được? Hơn nữa đó là em trai mà. Có gì đâu, đâu phải em trai ruột. Nếu ai trong hai đứa thích, có thể thử tìm hiểu xem. Mẹ không phong kiến đâu. Tiêu Ni Thường và Tiêu Mộc Vũ lập tức im lặng. Nhưng nghĩ đến vẻ đẹp trai của Nghĩa Nặc hôm nay, hai người họ bỗng đỏ mặt. Mẹ nuôi các con 9 người, nhưng đến giờ các con chưa ai kết hôn cả, thậm chí cũng chưa có người yêu. Điều này thực sự khiến mẹ không biết nói gì nữa. Không cần đâu, chúng con đều coi sự nghiệp là trọng, đều giống như mẹ khi còn trẻ. Nhưng cuối cùng các con cũng phải lấy chồng chứ. Mẹ lúc còn trẻ vì bị tổn thương trong tình cảm, nên mới đắm mình vào sự nghiệp. Chúng con 9 người từng nói, đàn ông đều không đáng tin cậy, chúng con phải tự lực cánh sinh. Và nếu phải kết hôn, chúng con cũng sẽ lấy cùng một người. Lấy cùng một người sao? Nhưng cô gái nhỏ này sao lại can đảm đến vậy? Cái gì mà không dám nói chứ? Ngày hôm sau, Nghĩa Nặc thức dậy từ ban công tầng 2, nhìn thấy Tiêu Mộc Vũ đang tập quyền. Không ngờ chị từ dậy sớm vậy để tập quyền. Đinh, chúc mừng chủ nhân đạt được võ thuật thần cấp. Bây giờ có muốn nhận không? Nhận. Lập tức một luồng ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Nghĩa Nặc, cái bụng nhỏ bỗng biến thành cơ bụng 6 múi. Nghĩa Nặc, con muốn xuống đây thử vài chiêu không? Được, không ngờ cậu cũng có vài chiêu đấy. Sao thằng nhóc này lại mạnh đến vậy? Ngay lúc Tiêu Mộc Vũ đang mất tập trung, Nghĩa Nặc nhân cơ hội tấn công. À, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Hôm nay coi như cậu thắng, ngày mai đấu tiếp một trận nữa. Trên ban công phòng ngủ tầng 3, Tiêu Thanh Hồng nhìn thấy tất cả những điều này, mỉm cười hài lòng. À cậu, sao cậu lại ăn mặc như vậy mà ra ngoài thế? À, xin lỗi chị cả, em vừa tắm xong, chỉ lau mở cửa thôi. Không ngờ thằng em chết tiệt này lại có thân hình đẹp đến vậy. Chị cả có việc gì không? Nghe Mộc Vũ nói hôm qua nó đã tặng quà cho em. Chị là chị cả, đương nhiên cũng phải tặng em một món. Đây là hôm qua chị thấy em mượn kim bạc của người hầu, nên sáng nay đã sai người mua cho em. Hy vọng em sẽ thích. Cảm ơn chị chu đáo quá. Em đang thiếu một bộ kim bạc. À, chị cả, chị có biết gần đây có phố đồ cổ không? Em muốn đi mua đồ cổ. Bố em và dì Tiêu kết hôn, không thể không tặng gì được, nên muốn đi xem có thể gặp món quà phù hợp không. Ra là vậy. Có thì có những đồ giả khá nhiều. Sáng nay chị vừa hay rảnh, có thể dẫn em đi xem. Vậy phiền chị cả rồi. Đúng lúc nhân cơ hội này, quan sát kỹ thằng em chết tiệt này. Sau khi hai người ăn sáng xong, liền trực tiếp xuất phát đi phố đồ cổ. Rất nhanh, họ đã đến phố đồ cổ nổi tiếng ở Mado. Trên phố đồ cổ này, bán đủ loại vật phẩm, vòng tay ngọc bích, thư pháp, đồ sứ, từng có tận có. Đinh, chúc mừng chủ nhân đạt được không gợi ý giám định. Bây giờ có muốn nhận không? Nhận. Trước mắt Nghĩa Nặc xuất hiện nhiều không gợi ý. Một bình hoa giả giá trị 10 đồng. Một vòng tay khai quang giá trị 100 đồng. Cái này hữu ích quá. Nghĩa Nặc có phải không có gì vừa mắt không? Em đã nói nơi này có quá nhiều đồ giả mà. Cũng ổn, chúng ta đi xem quầy bên kia. Nghĩa Nặc đi về phía một quầy hàng bên cạnh, cuối cùng dừng lại trước một bức tranh. Đây là một bức tranh cuối đời Tống, giá trị 500 đồng. Nhưng bên trong lớp giữa lại có tranh thật, giá trị khó ước lượng. Cậu bé thích không? Thích thì 1.000 đồng lấy đi, cũng để anh khai trương hôm nay. Giá này hơi đắt, nhìn là biết đồ giả. Chủ quầy, bức tranh này 500 đồng bán không? 500 ít quá, ít nhất cũng phải 900. Nghĩa Nặc nghe thấy giá này, trực tiếp kéo Tiêu Ni Thường đi. 1, 2, 3, đợi đã. Cậu bé, tôi thấy bức tranh này có duyên với cậu. 500 cậu mang đi. Giá cao quá. Nghĩa Nặc, bức tranh này thực sự rất bình thường, bán cho chị 50 chị còn chê đắt. Chị, bức tranh này chắc chắn không tệ đâu. Em đi chọn thêm 2 món nữa.